Sườn non là phần xương nằm gần bụng của con lợn, có nhiều xương hơn là thịt. Thịt của sườn non mềm, có nhiều mỡ nên không bị khô. Sườn cũng là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon. Do đó, sườn non là nguyên liệu phổ biến để chế biến nhiều món ăn trong các bữa ăn của gia đình. Sườn non kho cốt dừa là một món ăn ngon giàu dinh dưỡng, lại dễ ăn nên thường được dùng để nấu rất nhiều món ăn. Đậm đà, béo ngậy, thơm lừng và đưa cơm nhất là sườn non. Đó là những từ chính xác nhất để mô tả về món sườn non kho nước cốt dừa. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Ngon và Lành. Thưa quý vị và các bạn, trong các bữa ăn của gia đình nhà mình thì quý vị và các bạn có thường xuyên sử dụng những món ăn từ sườn không ạ? Dạ vâng, Hải Huế chắc rằng là rất là nhiều quý vị đã chế biến những món ăn từ sườn như là món sườn xào chua ngọt, món canh sườn hay là món sườn rang chẳng hạn. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay cũng là một món ăn rất là mới và lạ từ sườn, đó chính là món sườn kho nước cốt dừa. Món ăn này sẽ được thực hiện như thế nào và có gì khác thì ngày hôm nay anh Gia Nam là bếp trưởng của nhà hàng Cơm Miêu Thúy Nga sẽ giới thiệu cho chúng ta các cái bước cũng như là các cái nguyên liệu để làm chế biến ra món ăn này quý vị nhé. Dạ vâng, chào anh Gia Nam ạ. Chào Hải Huế, chào quý vị khán giả chương trình, xem chương trình Ngon và Lành. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và khán giả món sườn kho nước dừa. Đấy, nguyên liệu chính như các bạn thấy đấy, sườn. Sườn chúng ta đi chợ thì để ý mua sườn là sườn không được mua sườn mỏng quá. Mà đây Hải Huế thấy sườn rất là ngon bởi vì là còn cái lớp thịt rất là nhiều đấy. Và sườn cũng rất là to bản. Đúng rồi. Để làm món ăn này, nguyên liệu của chúng ta cần có sườn non 0,5 kg, 3 thìa cà phê cốt dừa, một chút hành băm, một chút nước dừa tươi. Gia vị có đường, mắm, muối, mì chính và dầu ăn. Khi chọn sườn non, chúng ta nên chọn sườn tươi, có màu hồng, thịt có độ đàn hồi, không có mùi ôi thiêu, nên chọn miếng sườn có xương dẹp và nhỏ. Những miếng sườn như vậy thì xương ít và nhiều thịt hơn loại sườn có xương to và tròn. Tuy nhiên, chú ý là chúng ta nên chọn sườn có kích cỡ không quá nhỏ. Rẻ sườn nhỏ sẽ được xẻ ra từ những con lợn nhỏ, ăn vừa không ngon, lại không đảm bảo. Trong cái nguyên liệu sườn thì như tôi đã giới thiệu, xong cái phần chuẩn bị thì có dầu hào này. Dầu hào này. Cái chính không thể thiếu đó là cốt dừa. Cốt dừa đúng không ạ? Và hành băm này. Hành băm. Đường này. Đường. Và nước mắm. Một chút muối và một chút mì chính. Ở đây thì Hải Huế còn thấy một chút nước dừa đây nữa đúng không anh? Đúng rồi. Chúng ta sẽ cho thêm một ít nước dừa tươi vào nữa để tạo cái vị thơm và vị ngọt cho món ăn đúng không ạ? Đúng rồi. Ngoài ra thì khi mà chuẩn bị đủ các cái loại nguyên liệu rồi thì các cái bước chế biến của món ăn này sẽ là như thế nào ạ? Thì trước xong chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu đã xong thì chúng ta sẽ chặt sườn và chiên qua sườn lên. Chiên sườn xong thì chúng ta sẽ làm bước gì tiếp theo ạ anh nào? Chúng ta chiên sườn xong thì chúng ta sẽ phi hành cho dầu vào và phi hành thơm lên. Cho dầu vào phi thơm lên, chúng ta cho sườn vào đảo xong sườn, tiếp cho sau sườn đó đấy là sườn đã chín chiên sơ qua rồi đúng thì sau sẽ chúng ta cho tiếp tục cho các loại gia vị đúng không anh? Đúng rồi, chúng ta sẽ cho lần lượt các gia vị vào. Dầu đã lăn tăn bọt lên thì mình sẽ cho sườn vào mình chiên. Để làm món sườn non kho nước cốt dừa, đầu tiên sườn mua về, chị em nội trợ cần đem rửa thật sạch, chặt thành từng khúc vừa ăn. Sau đó đem trần lại qua nước sôi để cho ra nước bẩn. Sau đó chúng ta chế biến hành băm nhỏ. Tiếp đến, bắc chảo dầu lên bếp, cho dầu ăn và hành khô vào phi thơm.
chiên. Xong đó cho sườn vào chiên đến khi có màu vàng cánh gián là được. Ta sẽ phi thơm hành lên. Khi hành đã vàng. Ở đây ta... mình thấy là cái đĩa sườn của chúng ta đang rất hấp dẫn đây. À, nó còn rất là nhiều thịt và nó vừa chín tới rất là ngon. Mình sẽ chiên vừa tới thì là nó mềm sườn, nó không bị khô. Dạ. Khi mình ăn thì nó vẫn còn nguyên sự mềm và sự gia vị với chất đạm ở bên trong, nó không bị khô. Dạ. Một chút nước mắm. Và quan trọng nhất không thể thiếu cho món ăn này đó là nước cốt dừa. Đúng rồi. Cốt dừa chúng ta sẽ cho vào bước nào ạ? Cái nước cốt dừa thì chúng ta sẽ cho vào lúc nào mà chúng ta gần gần xong. Đấy. Tại sao chúng ta lại phải cho vào lúc món ăn gần chín vậy ạ? Bởi vì là khi mà cho nước cốt dừa vào sớm ấy, thì nó sẽ bị bay mất cái vị cốt dừa đi. Thì chúng ta khi nào chúng ta gần xong thì chúng ta cho cốt dừa vào sau thì là nó còn nguyên cái vị thơm, vị ngậy của nước cốt dừa. Thì là bây giờ thì chúng ta sẽ cho đấy, cho nước dừa tươi vào trước. À, cho nước dừa vào, sau đó thì chúng ta mới xong lên. Bắt đầu chúng ta đun chúng ta lên sẽ đun chín. Trong khoảng bao nhiêu lâu là gia vị có thể ngấm được cái món này thì sườn. Chúng ta đun tầm khoảng 10 phút. À, khoảng 10 phút thì nó mới ngấm được gia vị vào trong sườn, trong giếc mà giúp cái miếng sườn của ta nó sẽ mềm hơn. Chúng ta cứ đậy vung và chúng ta đun thôi. Đúng rồi. Với hàm lượng protein cao và phong phú ở nhiều vitamin và khoáng chất, thịt lợn nói chung và sườn non nói riêng là một nguyên liệu bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Sườn non là một thực phẩm giàu protein và chứa nhiều hàm lượng khác nhau của các chất béo và canxi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vào. Không, cái này thì mình chỉ cho vừa. Sườn non cũng là một nguồn phong phú với nhiều loại vitamin và khoáng chất như kẽm, vitamin B, B6, B12, canxi, sắt và phốt pho. Sườn non có thể chế biến nhiều cách khác nhau. Sườn non sau khi rán giòn có thể ăn ngay. Tuy nhiên, khi chúng ta chiên với nước cốt dừa sẽ cho gia vị rất ngon và dễ ăn. Sau khi sườn đã chiên, chúng ta chắt hết dầu trong chảo, thêm một chút nước vào chảo sườn. Nêm nước mắm, đường cho vừa vị, đun nhỏ lửa đến khi cạn nước. Sau đó cho nước dừa tươi, nước cốt dừa vào đun nhỏ lửa đến khi gần cạn. Nước dừa trở nên hơi sệt giống dạng sốt thì tắt bếp. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món sườn kho nước dừa. Chúng ta cần phải cho những loại rau gia vị gì để đi kèm với món ăn này không ạ? Không, cái món này thì mình không cần phải cho thêm một gia vị rau đi kèm này cả. Rồi. Khi xong thì chúng ta sẽ cho một chút hành lá vào để cho nó tạo ra cái bắt mắt một chút để cho nó hấp dẫn thêm món ăn hơn. Món ăn này thì chúng ta ăn với cơm một cái bún thì rất là đưa cơm và đưa và rất là dễ ăn đấy đúng không anh? Món này là chúng ta là ăn vào nhất là chúng ta ăn với cơm niêu. Vậy là sau khoảng 20 phút chế biến, chúng ta đã có ngay một món sườn kho nước cốt dừa. Với cách làm này, chúng ta sẽ đảm bảo cảm nhận được hương vị vừa quen, vừa lạ.
quen vì vẫn là vị ngọt đậm đà của sườn, lạ vì thêm vị béo ngậy của cốt dừa, khác hẳn với vị chua ngọt mà chúng ta vẫn làm món sườn này. Có thể nói, các món sườn ngon hấp dẫn các thành viên trong gia đình. Sườn non sẽ giúp bữa cơm của gia đình thêm đậm đà và ngon miệng hơn. Với cách làm dừa kho nước cốt dừa, chắc chắn sẽ rất dễ ăn, đơn giản và sẽ được các thành viên trong gia đình hưởng ứng. Với cái hương vị thơm ngon như thế này thì đúng là rất là khó cái thực khách nào có thể cưỡng lại được. Và bây giờ Hải Huế sẽ thử xem vào cái hương vị của món này nó có khác gì so với những món sườn mà Hải Huế vẫn thường thưởng thức, như là món sườn ninh xương hay là sườn xà chua ngọt hay không ạ? Mời Hải Huế. Rất là ngon. Rất là ngon và dễ ăn anh Nam ạ. Nó đã vừa chín tới, nó có vị ngọt, vị ngậy của sườn. À, đặc biệt là cái vị thơm rất là hấp dẫn của nước cốt dừa nữa. Đúng rồi. Do đó nên là cái món ăn này rất là khác biệt so với những món ăn món sườn khác và rất là dễ ăn. Cái món sườn kho nước dừa này thì cái đặc trưng của nó là sườn mềm này. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngon ngậm sườn mềm này, có vị ngọt ngọt này. Và đặc biệt nữa là cái vị nước cốt dừa rất là thơm, rất thơm và đặc trưng riêng. Nó không bị khô như là món sườn xà chua ngọt mà chúng ta vẫn hay chế biến, đặc biệt là cho các em nhỏ. À dạ vâng, ngày hôm nay thì Hải Huế và anh Gia Nam đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn rất là đặc biệt, đó chính là món sườn kho với nước cốt dừa. Món ăn này không chỉ lạ về những nguyên liệu mà cái hương vị của nó rất là lạ và rất là dễ ăn. Hy vọng rằng là thông qua chương trình này thì quý vị và các bạn đã biết thêm được một món ăn từ sườn. Dạ vâng, cảm ơn anh Gia Nam đã nhận lời tham gia chương trình và giới thiệu cho quý vị khán giả của chương trình một món ăn rất là ngon và hấp dẫn như thế này. Hy vọng rằng là trong những ngày cuối tuần như thế này thì quý vị và các bạn có thể vào bếp và đổi vị cho các thành viên trong gia đình nhà mình. Chúc quý vị và các bạn thành công.